Đây là cái chỗ cô bán một đồng một chậu cả nha. Hôm nay mình tới lại để mình mua cái fertilizer. Còn đây là sen đá dĩa hồng cả nha. Đây là loại sen đá cúc nè. Này nhà mình có chậu bự. Đi vòng vòng coi thử có sen đá nào mới không. Một đồng chậu hết đó cả nhà. Đây là sen sỏi nè. Sen đá sen sỏi xanh. Chậu này mà có một đồng một chậu à, có trời luôn, bự dài có một đồng. Mình mua thêm mấy chậu về mình trồng dưới đất. Tốt quá trời luôn. Đây chậu sen đá tây gấu một đồng một chậu, khá bự. Đây là mấy cái chậu 4 inch. 4 inch thì mình nghĩ chắc hai đồng, để mình chưa có hỏi mình quên. Mình để vô đây. Thấy mấy cây về trồng. Mùa này mùa phát triển có mấy cái loại sen đấu, sen gấu, sen đá tay gấu. Chọn cái nhánh nào bự bự một chút. Đây là một đồng. Có 2 cây. Đây mình lấy chậu này. Đây là mấy chậu đột biến. Mình mua chậu này. Quá trời sen đá 3 màu với lại sunburst. Lâu lắm là mình mới tới lại khu này, khoảng một năm đó cả nhà. Hôm nay mình mới tới lại. Đây là sen đá lửa, đây là sen đá gốm có màu đẹp nha. Cái nào mình chưa có, cái nào mình chưa có thì mua. Mấy chậu này có màu đẹp quá trời. Mua chậu nào có cái con. Chậu này có cái con. Chậu sen đá sỏi hồng. Mình mua thêm chậu
Nhà nó nói chung cây nào mình cũng có nhưng mà mình lại thấy lại thích lại mua thêm. Đợi bà chủ tính tiền. Hôm nay mình mua được chừng này chậu với lại bốn bịch phân tăng chậm. Đây mấy cái chậu này mình mới vừa mua về nè cả nhà. À ba chậu này mình chưa có là mình mua một lúc tới ba chậu. Thì hai chậu này giống nhau, chậu này khác nhau nè. Chậu này như là chậu này bán cái 5 đồng thôi á. Mình mua thêm 4 chậu cactus. Này mình có nhà nhiều lắm nhưng mà mình thấy lại cũng mua thêm nè. Giống loại này cả nhà, sen đá lửa. Đây là moonstone, sỏi hồng của mình. Pink. Bây giờ trời trời mát mát mình nên mình tưới. Mình tưới hôm nay mình sẽ tưới phía bên này. Với lại khu này mình sẽ tưới. Sẽ tưới nước. Mấy cái nhánh thanh long mình mới vừa xin về định chưa có trồng xuống được. 6 nhánh. Thì mình sẽ tưới cái khúc này trước nha cả nhà. Mình cứ tưới đều hết luôn. Tưới xong cái mình lấy cái mà kinh thổi nước á, mình thổi cho nó khô. Có nhiều lúc cái cây nó đọng nước nó sẽ bị úng lá. Mấy cái loại ionium thì mình tưới cho nó đỡ bụi, không cần phải tưới nhiều ở nhà. Mình tưới mạnh mạnh xíu nha, đỡ bụi. Khi nó ướt thì ướt mặt đất phía trên thôi. Này sen đá hồng mộc voi thêm đây mình tưới đều hết luôn. Mấy cái cây mà tới mùa phát triển thì mình cho nhiều nước một xíu. Còn mấy cái cây mình ngủ ngủ hè thì mình tưới nước ít ít ở trên thôi để làm cây nó sạch bụi thôi chứ không cần phải tưới nhiều cả nhà. Cái này mình tưới nhiều một xíu. Mấy kia loại sen đá Hàn Quốc à, có rễ cái mình cho xuống đây.
mình tưới nước luôn. Có rễ rồi thì mình tưới được. Đây là xương đá hồng mật, mình nhân giống từ lá. Cái này bình